của tớ. Hôm nay được thu hoạch rồi đây này. Đấy. Em hái đi. Xong rồi cho vào giỏ nhé. Ấy. Ôi rụng mất rồi em Cam ơi, phải hái cẩn thận chứ. Đây này. Đấy, quả trà là này ăn hơi bị ngon luôn. Em Cam thử ăn một quả đi. Đây này. Một chùm to luôn nhá, để tớ lấy xuống cho các bạn xem nhá. Tên 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 tên. Đây, em để vào trong giỏ. Em Cam ăn đi, xem có ngon không. Đây cũng có một quả nữa này. Một chùm nữa cũng chín khô rồi này. Đấy, thế này được 3 chùm nhá. Ăn ngon thật. Ôi, quả này ăn ngon. Con gì ấy nhỉ? Mà sao nó lại có 4 chân? Thế còn đầu với cả đuôi nó đâu rồi? Đây là con bò. Đây là con bò á? Làm gì có con bò nào màu đỏ? Có màu vàng, sao lại màu xanh dương như thế này? Mà da nó lại còn sần sùi, sắc nhọn nữa. Ở trên này nó hình như nó còn có một cái vây nữa hay sao ấy? Đấy là con khủng long đây. Sao hai chị em nhà cậu hay nhặt được cái con khủng long này ở vườn thế? Biết đâu, tự nhiên em Cam bảo là có cái con gì ở trong này. Thế là tớ mới chạy ra tớ xem đấy. Đây này, con này nó còn có hai cái cánh ở trên lưng nữa này. Đích thị đây là con khủng long bay cậu ơi. Con khủng long có cánh đúng không? Nhưng mà thế cánh mới cả đầu mới cả đuôi của nó đâu mất rồi? Hay là cái con khủng long này bị cái con gì nó ăn mất đầu mất cánh rồi cậu ơi? Thế thì bây giờ mình phải tìm cách nào để tìm lại đầu với cánh mới cả đuôi cho nó thôi Trang ơi. À, ở nhà tôi có cái đồng hồ dò tìm, hay bây giờ tôi về tôi lấy cái đồng hồ ý để tìm xem các phần còn lại của con khủng long nó đang ở đâu nhá. Cậu xuống cẩn thận nhá, không cẩn thận mày ngã xuống dưới nước đấy. Đây, mình ngồi vào thuyền. Bây giờ nhiệm vụ chúng mình là sẽ đi tìm các mảnh ghép còn lại của con khủng long 4 đầu. Trước khi ngồi lên thuyền để đi, chúng mình phải mặc áo phao rồi nhá. Đây, tớ mặc rồi đây. Ui, cái áo phao này của cậu như là áo phao dành cho các em bé. Để tớ về mặc lại xem nào. Đây, có vẻ cái này đúng hơn đấy. Cái này trông còn crop top hơn cậu ơi. Cái này nếu mà không kéo được vào luôn này. Cái này chỉ dành cho em Cam thôi, chứ cậu làm sao mà vừa được. Cậu phải mặc cái áo này này. Đây rồi, đây rồi. Đấy, trông cái áo này có vẻ vừa vặn hơn với cậu đấy. Cũng hơi chật nhưng mà thôi cũng được cậu ạ. Nhím ơi, đồng hồ phát tín hiệu ở đây cậu ơi. Chắc chắn ở đây có mảnh ghép của con khủng long đấy. Ui, thế trong cái hang này này. Đúng rồi, bây giờ chúng mình phải đi vào trong cái hang động này. Cậu phải đeo cái đèn pin vào đầu ấy. À, cái đèn pin này để đeo vào đầu đúng không? Đúng rồi. À, đây này. Đi vào trong này sẽ rất tối cậu ơi. Ui, tối đen xì luôn, cậu nhìn thấy gì không? Tại sao cái con khủng long đấy nó lại bị chui ở trong đây à? Ui, đây là một cái hang đấy. Con khủng long nó bị mắc kẹt vào trong này này. Tối quá, tớ chả nhìn thấy cậu đâu cả. Tớ không nhìn thấy cậu đâu này, mà tớ không nhìn thấy đường đi. Ui, Nhím ơi. Cậu lấy được cái gì rồi? Lấy được một cái gì? Wow, hình như đây là một phần của con khủng long cậu ơi. Thế thì trông cái này như kiểu là cái đuôi ấy. Wow, mình ra ngoài rồi này. Ui, vừa lấy trong tối là ngon luôn. Khát nước quá. Ở đây đi bộ nhiều cho nên mới khát nước đấy cậu ơi. Này Trang ơi. Ồ, cây bán hàng tự động. Ở đây có cái cây nước này. Đúng rồi. Đấy, cậu lấy nước đi. Lấy chứ nào. Cô ơi, bán cho cháu một chai nước cô ơi. Cô ơi. Cô ơi. Có ai ở trong đây không? Bạn Nhím này nhà quê thật đấy. Đây là cây bán nước tự động cậu ơi. Cậu phải nhét tiền vào trong này này. Đâu? Đây, nhét tiền vào trong cái lỗ này này. Thì về sau chui ra từ đây này. Đấy. Đâu, cậu thử làm cho tớ xem nào. Đây này, để tớ làm cho cậu xem nhá. Chứ ai nãy cô ơi, ở đây làm gì có ai ăn hàng. Đây là cây nước tự động. Cái máy này nó lại không lấy tiền. À, được rồi. À, nó hơi bị đơ đơ tí thôi cậu ơi. Đấy, nhìn này. Đâu. Đây, xuống rồi. Đấy, mở cửa, cánh cửa này ra. Mình lấy nước. Thế là có nước luôn. Cây này xịn sò thật đấy. Cái đồng hồ này phát tín hiệu ở đây. Sao con khủng long lại bị mắc kẹt trong cái dãy núi như thế này nhỉ? Toàn núi với nước thế này, sao nó lại chui vào đây nhỉ? Hay là ở trong kia, mình thử đi vào đấy đi. Đi đi cậu ơi. Cậu xem cái đồng hồ nó chỉ đi đâu? Nó chỉ phải đi qua cây cầu này à? Tớ đoán chắc là
nó ở trên cái đỉnh trên kia kìa. Thì cẩn thận nhá, đây là cầu gỗ đấy. Nếu mà không cẩn thận, cậu rất có thể sẽ bị ngã xuống bên dưới này. Cái này nó còn rung nữa này cậu ơi. Tín hiệu ngay cầu thôi. Nhưng mà tự nhìn ở đây thì làm gì có cái gì đâu nhỉ? Chỉ có mỗi cái cổng này. Xung quanh thì toàn là cây thôi. Tớ nghĩ là nó ở cái cổng này đấy. Đâu? Sang cái cổng này có nhìn thấy cái gì đâu? Wow, có cái gì ánh lên ở phía tường kìa. Đây này, cái gì này? Ồ, hình như cái này không phải là của cái cổng này đâu. Cái bây này là cái gì mắc kẹt đấy? Để tớ thử lấy xuống nhá. Ui, nó cao quá nhỉ. Tớ với mãi không được này. Đi ra để tớ với cho. Wow, đây là một chiếc cánh nhím ơi. Cánh xong còn có tay ở đây này. Đúng rồi, 1, 2, 3 ngón tay này. À, hình như đây là cánh của con khủng long đấy. Thế thì mình được 2 cái rồi. Vẫn còn phải tìm một cái cánh nữa. Phần đầu, phần người nữa cậu ơi. Cũng nghĩa là ở xung quanh đây còn bao nhiêu thứ nữa cơ. Mình lại phải đi tìm thêm thôi. Đi thôi. Đồng hồ đưa chúng mình đến hang múa cơ mà nhím ơi. Tớ tưởng hang múa là phải chui vào một cái hang nào chứ. Đúng rồi, tại sao lại ở cái đồng sen này nhỉ? Ở đây là một cái cánh đồng hoa sen này. Có một bông sen nó nở to chưa này. Bên trong là đài sen này cậu ơi. Sau này cái đài sen này nó to ra, nó sẽ cho chúng mình hạt sen để ăn đấy. Thế nhưng mà bây giờ làm thế nào bây giờ nhỉ? Cậu có nhìn thấy gì không? Dùng cái ống nhòm ý, chắc chắn nó sẽ nhìn được rất xa. Ồ, ồ, cậu ơi. Cái gì? Có cái gì à? Tớ nhìn thấy, ở trên kia có một cái con rồng cậu ơi. Một con rồng á? Đúng rồi, một con rồng nó nằm ở trên đỉnh núi cậu ơi. Có khi nào con rồng ý nó đang giữ các mảnh ghép của con khủng long không? Thế thì bọn mình trèo lên đấy đi. Đi thôi, mới được nửa đường nhím ơi. Mệt quá. Ngồi đây nghỉ một lúc cho nào. Ngồi dã rời hết cả chân. Vừa đói vừa mệt. Kiệt sức rồi nhím ơi, tớ không đi được nữa đâu. Cậu tự đi lên mà giải cứu khủng long đi, tớ không đi nữa đâu. Cái gì thế? Ui cái gì mà ui? Ui. Ui. Ui cái gì? Ở trên đầu cậu ý, con sâu này. Nó đang bò ra. Ui nó đang trèo cậu kìa. Đây này, cậu ruộng là cái tường này toàn sâu thôi đây này. What? Ui trời ơi. Sao đây lắm sâu vậy? Kéo ơi, nó còn bò cả lên mũ cậu này. Ôi con sâu này lắm lông lắm. Con sâu này ngứa lắm đấy cậu ơi. Ui, con sâu này ở trên lưng nó cậu ơi. Nó toàn những cái gai thôi đây này. Ui, nó còn đang nhìn này. Này dưới này còn có một con sâu nó đang thò xuống này. Con này béo mọng luôn. Thôi cậu đừng có ngồi đây nữa. Mình mau chóng đi lên đỉnh núi thôi. Chứ ở đây nhiều cái con lạ lắm. Nhím ơi, mệt quá. Tớ mua được 2 cái kem này. Một kem trái cây rừng, một kem đậu đỏ. Cậu thích ăn kem nào? Cho tớ ăn kem trái cây đi. Đây, tớ mệt cho cậu ăn kem này. Trái cây rừng là trái cây gì nhỉ? Là các loại hoa quả hái ở trong rừng ấy. Cái quả này trông như cái quả dâu ấy. Mâm xôi, mâm xôi. À, mâm xôi à? Tớ biết là kem gì, cứ ăn đã. Wow. Một que kem màu xanh lá cây. Wow. Nhìn này. Nhân màu đỏ. Nhân quả quả mâm xôi đấy. Dạ. Yeah. Ăn ngọt lắm cậu ạ. Để xem kem đậu đỏ nó như nào. Đây. Màu hồng hồng. Wow. Thơm mùi đậu đỏ luôn. Đây này nhím ơi. Đồng hồ của tớ đang phát tín hiệu ở đây này. Chắc chắn ở trên này có mảnh ghép của con khủng long. Tớ nhìn thấy cái đầu rồng ở trên đây rồi, cậu đi lên đi. Đi cẩn thận đấy nhá. Bây giờ mình phải chui vào cái khe này. Ui. Để lên trên kia. Nhím ơi, trèo cẩn thận nhá. Cẩn thận ngã đấy cậu ơi. Trèo ơi, trèo lên đây. Cậu nhìn thấy con rồng chưa? Đây rồi, tớ đến đây rồi. Nè, đưa tay đây. Không cần, để tớ tự trèo. Ui, trèo lên đây. Cao thật đấy nhím ơi. Ồ. Wow. Đây này cậu ơi. Con rồng này nó dài chưa này. Wow. Tận cái đuôi kia kìa. Đuôi nó tít đằng kia kìa. Đây này cái đầu đó, đầu cái đầu rồng ở đây này cậu ơi. Đây này. Theo tớ. Ui. Cẩn thận đấy nhím ơi. Wow. Đây rồi cái đầu rồng đấy rồi cậu ơi. Wow. Có. Đây rồi, tớ tìm thấy rồi cậu ơi. Đây này. Wow. Một cái cánh như này. Đúng rồi. Cậu bắt lấy nha. Wow. Nhìn thấy chưa? Yeah, đây này chúng tớ đã tìm được các cái phần còn lại con khủng long rồi. Đây là phần đầu của nó đây này. Có 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái đầu và 1 cái cánh. Wow.
cậu vừa nãy ở trên đỉnh núi nó biến thành thật rồi này Nhím ơi. Ồ, nó đang bay kìa cậu ơi.